Dạ, em Phục xin kính chào cô chú anh chị ạ. À. Hiện tại em đang có mặt tại ấp Phú Quế, xã Phú Phong của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Ở vị trí này nè, chủ có ký gửi em một cái căn nhà vườn có tổng diện tích nhà và đất là trên 700 mét vuông. Trong đó có một căn nhà cấp 4 luôn, có 120 mét vuông là đất thổ cư, hướng nhà mình là hướng Đông Nam. Chủ đang kêu bán toàn bộ nhà và đất của mình chỉ có giá là 830 triệu đồng ạ. Rồi, cái nhà của mình thì nằm trên mặt tiền đường này nè, đường đá xanh này hiện tại là tầm khoảng 2,5 m nha. Ô tô mình vi vu luôn, tuyến đường của mình là tuyến đường thông. Ở đây thì điện nước wifi đi đường ngang đất hết luôn, dân cư thì rất là đông đúc luôn. Nhà của mình thì có mặt tiền ngang là 12 m nha, từ cái vị trí này nè, cái vị trí gần đây của mình thì dân cọc kéo dài qua bên bên đây tới cái gần cái trụ điện bên đó là 12 m. Mình sâu vô hai cạnh, mỗi cạnh là 55 m. Thì đất của mình thì nở hậu nha, nên là tổng diện tích của mình là trên 700 mét vuông, có 120 mét vuông là đất thổ cư. Từ ngay cái vị trí nhà này á, mình đi một đường thẳng tầm khoảng hơn 100 mét là mình sẽ ra đến đường đan 3,5 mét. Ngay cái vị trí đường đan 3,5 mét mình rẽ trái đi tầm khoảng 500 mét là mình về tỉnh lộ 864 ngay khu vực của ủy ban và chợ Phú Phong luôn. Dạ, từ thành phố Hồ Chí Minh á, cô chú anh chị mình về đến căn nhà vườn này á, chỉ tầm khoảng là trên từ 70 đến 75 km, còn từ thành phố Mỹ Tho mình qua đây là chỉ khoảng 18 đến 20 km thôi ạ. Dạ. Đây. Dạ, căn nhà vườn của mình ở đây á, thì nhà thì được xây dựng nha, cao ráo luôn. Nhưng mà do ở đây á, là chỉ mới xây thôi chứ chưa có tô phết gì hết. Cái này mình về là mình tô thêm, trang trí thêm là mình vào ở được ạ. Đây nè. Rất là cao ráo là khang trang luôn. Em sẽ đi vào trong cái khuôn viên nhà đất của mình luôn cho cả nhà mình cùng xem nha. Chị ơi. Nhà của mình thì gồm có một phòng khách, hai phòng ngủ, một toilet là một khuôn viên bếp nha. Ở phía sau mình còn có đất nữa luôn. À đây, em đi ra phía sau nè. Đây. Của mình đó là tới đây nha, tới cái vị trí và mình đi qua bên đây. Đây là khuôn viên phía sau của mình nè. Đây khuôn viên phía sau của mình nha. Đây là ở phía sau đất của mình nè, ở phía sau đất mình, ở đây dân cư rất là đông, cô chú anh chị mình thấy không? Phía bên đó có nhà của hàng xóm mình luôn. Đất hiện tại mình á, mà nhà mình ở đây mình trồng sa bô, này những gốc cây sa bô rất là lớn, cao ráo, rất là đẹp. Nhà mình nó là có một phòng khách nha, hai phòng ngủ, một gian bếp và một toilet luôn. Phía bên kia đó giáp với đất mình nó là nhà của hàng xóm luôn rồi, bên đây cũng vậy. Tổng diện tích của mình nó là 700 mét vuông với mặt tiền ngang là 12 mét, chiều sâu vô là 55 mét. Đất mình thì nó có một xíu nở hậu nha, có 120 mét vuông là đất thổ cư. Toàn bộ diện tích nhà và đất của mình nó chủ đang gửi bán với giá là 830 triệu đồng ạ. Ấp Phú Quế, xã Phú Phong của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đây nè. Nhà thì rất là cao ráo, mới xây dựng phần thô thôi, cái này cô chú anh chị mình về đó là mình tô nha, tô phớt sơn lên nữa là thành một căn nhà mới hoàn toàn luôn ạ. Thành phố Hồ Chí Minh á, dạ em xin phép tự tính từ vị trí bến xe miền Tây, nhà mình về tới đây tầm khoảng là 70 đến 75 km thôi ạ. Từ thành phố Mỹ Tho cô chú anh chị mình ra đến căn nhà vườn này chỉ hơn 18 đến 20 km thôi, tình cách chợ, ủy ban trường học của Phú Phong cũng như ngay vị trí tỉnh lộ 864 là chỉ khoảng 500 mét thôi ạ. Ấp Phú Quế, xã Phú Phong của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, hướng nhà là hướng Đông Nam nha. Đường này á, thì ô tô á, mình vào tới nơi luôn, khu vực này điện nước wifi đều kéo ngang đất hết. Dân cư rất là đông đúc luôn ạ. Nhà mình... Khu vực này rất là mát mẻ luôn. 830 triệu là chủ sẽ bao cho mình tất cả các khoản thuế phí công chứng sang tên đến khi ra sổ cho mình luôn nha. Ấp Phú Quế, xã Phú Phong của huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Dạ rồi, em xin phép được kết thúc video của em ở đây. Dạ, hẹn gặp lại cô chú anh chị mình ở những video sau nha. Trước khi kết thúc video, em xin phép được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý cô chú và anh chị đã theo dõi video của em trong hàng ngàn hàng vạn video khác nha. Dạ, xin chào tạm biệt ạ. Hẹn gặp lại cả nhà mình nha.